Tù pháp này chẳng còn tướng ta thì chấp ta tức không, chẳng còn tướng người thì chấp pháp tức không, chẳng còn tướng chúng sinh thì chấp chúng sinh tức không, chẳng còn tướng thọ mạng thì chấp tướng thọ cũng không, vì vô tướng cho nên chẳng tranh ta người. Nếu chẳng tranh ta người thì chẳng còn thấy ta người và thấy thị phi, các pháp hành đều là bình đẳng. Trên đây là chúng thứ 12 đại tự tại thiên vương ở trên đã giảng năm chúng thuộc về sắc giới tức là trời sơ thiền trời nhị thiền trời tam thiền trời tứ thiền trời ngũ bất hoàn các vị thiên vương ở mỗi cõi trời đều là cảnh giới của bồ tát thị hiện cảnh giới này chẳng phải phàm phu đo lường minh bạch được cõi trời quảng quả và trời đại tự tại đều là nơi trụ xứ của bồ tát thất địa và bồ tát bát địa cho nên mới hành được pháp bình đẳng lợi ích thế gian, mỗi vị thiên vương đều tu trì đức hạnh cho chính mình. Những kinh văn đã giảng ở trên là khen ngợi đức hạnh của các ngài. Nếu giảng tỉ mỉ, thì thần thông diệu dụng của mỗi vị thiên vương đều không thể nghĩ bàn. Bây giờ chỉ là tuyển chọn những vị có đức hạnh để nói, bổn lai thì thần thông của những vị thiên vương này đều hữu tương đầy đủ nhưng bây giờ là chiếu theo sự tu trì đặc biệt sở trường của các ngài hoặc là đức hạnh do đó mà các vị này được tên pháp bình đẳng là gì tức là chẳng có tâm tham chẳng có tâm sân chẳng có tâm si biến tham sân si ba độc thành giới định huệ ba học do đó có câu siêng tu giới định huệ diệt trừ tham sân si mười chữ này là pháp căn bản của người tu đạo ai làm được thì người đó có tư cách xưng là sa môn các vị đã từng nghe kinh nhiều rồi riêng pháp cơ bản quên mất rồi bây giờ tự hỏi mình có tâm tham chăng có tâm sân chăng có tâm si chăng nếu còn thì có thể dùng pháp bố thí để trị tâm tham dùng pháp môn từ bi để trị tâm sân dùng pháp môn bát nhã để trị tâm si đó là pháp bình đẳng lúc này có người hỏi nói về bình đẳng phải chăng xem tâm tham có bao nhiêu, bố thí bao nhiêu, nếu nhiều, nửa tâm tham, nửa bố thí, như vậy là bình đẳng chăng? Chẳng phải nếu bọn sèn và bố thí bình đẳng, sân hận và từ bi bình đẳng, ngu si và bát nhã bình đẳng, đó là giả bình đẳng chứ chẳng phải là chân thật bình đẳng. Tại sao về nửa âm nửa dương phải hoàn toàn thuộc về dương thì mới là chân chánh bình đẳng? bây giờ đã giảng xong 40 chúng. Biển chúng vân tập tại Bồ đề Đạo Tràng, cộng hết thầy có 400 vị. Dưới đây là kinh văn nói về nhân duyên quá khứ và pháp môn tu hành. Bây giờ các biển chúng đều đã vân tập nơi đạo tràng của Đức Như Lai, có vô lượng vô biên phẩm loại, đầy khắp chung quanh đạo tràng, hình tướng màu sắc, mỗi bộ chúng đều khác nhau. Lúc bấy giờ đại chúng quang lâm, đến Bồ Đề Đạo Tràng để nghe Kinh Hoa Nghiêm, gồm có Bồ Tát, Thánh Hiền, Chư Thiên, Thần Chúng, Quỷ Chúng đều vân tập trong Pháp hội Hoa Nghiêm. Ở trong biển chúng, đủ các loại vô lượng vô biên, trên hết là mười phương chư Phật, dưới đến tất cả chúng sinh, bao quát chúng sinh trong mười Pháp giới, cũng đều ở trong đó. Cõi hư không, chu vi Bồ Đề Đạo Tràng đều đầy ấp, vô lượng vô biên phẩm loại chẳng có nơi nào trong một hạt bụi chẳng phải là biển chúng vân tập mỗi bộ chúng đều có hình tướng màu sắc khác nhau mỗi bộ chúng đều có một vị bồ tát làm thượng thủ đều có vô lượng vô biên quyến thuộc đi theo mỗi vị thượng thủ thần chúng cũng có vô lượng vô biên quyến thuộc mỗi vị thượng thủ thiên vương cũng có vô lượng vô biên quyến thuộc đủ loại hình tướng màu sắc tuy nhiên rất nhiều phẩm loại nhưng tơ hào không hỗn tạp lộn xộn. Tùy theo phương hướng đến đều gần gũi Đức Thế Tôn một lòng chiêm ngưỡng, những chúng sinh khác phẩm loại này, theo vị thượng thủ của họ đến, tùy theo phương hướng thầy đều đến gần trước Đức Thế Tôn, nghe Phật thuyết pháp, chuyên tâm nhất ý, chiêm ngưỡng, kim dung, đồ xá na Phật ngàn trượng. Các biển chúng trong hội này đều đã rứt sạch tất cả phiền não, tâm cấu bẩn và các tập khí ô nhiễm. Chúng sinh ở trong pháp hội hoa nghiêm này đều đã dệt hết tất cả phiền não, tâm cấu và các ác tập khí mau bệnh khác. Phiền não là gì? Tức là cái ta, pháp hai cái chấp, nếu còn chấp cái tà tức là có tham sân si ba độc phiền não, vô minh phiền não, trần xa phiền não, lại có phiền não thô, phiền não tế, phiền não lớn, phiền não nhỏ, đóng lại có rất nhiều phiền não. Nếu còn chấp pháp thì còn phiền não sở tri chướng. Ví như trong túi áo bạn có hạt minh châu từ trước, tuy nhiên không biết nhưng hạt minh châu vẫn y nhiên ở đó. Bây giờ biết rồi minh châu vẫn còn tồn tại, bổn lai nên biết viên minh châu ở trong túi áo nhưng không biết bây giờ phát hiện đó là nguồn gốc nên biết chẳng có gì để kiêu ngạo chẳng có gì để tự mãn tâm cấu là gì tức là trong tâm đều nghĩ pháp ô nhiễm chẳng trong sạch cho nên trong tâm bèn có bụi trần dơ bẩn nếu đoạn dục cử ái được không nghĩ về tình ái thì tâm tự nhiên thanh tịnh tập khí là gì tức là những màu bệnh những tập khí không thanh tịnh giống như bụi tro ở trong khói ống tre tích độ mỗi ngày lâu dần thì sẽ tích độ khói bụi thành nhiều vậy tập khí từ đâu đến đến từ tham sân si tham có tập khí tham sân có tập khí sân si có tập khí si tóm lại có tư tưởng không trong sạch đó là tập khí sổ ngã núi trướng nặng thấy phật vô ngại đại chúng này vô lượng biên kiếp trong quá khứ đều cùng với tỷ lô giá na như lai tu hạnh bồ tát như lai dùng bốn pháp nhiếp mà nhiếp thọ họ vô minh chướng nặng của chúng ta kiên cố giống như núi cho nên phải phá tan núi chướng nặng nhưng làm sao mới có thể phá tan tiêu diệt nó được tức là phải xa rời phiền não xa rời tâm cấu bẩn xa rời tập khí mau bệnh như vậy thì sẽ thấy được phật mà chẳng có gì chướng ngại được ở trên đã giảng qua rất nhiều đại chúng các vị đó trong quá khứ đều hành bồ tát đạo siêng tu hành bồ tát với thành tịnh pháp Tân tỉ lô giá na phật trải qua thời gian lâu dài biển đại kiếp bồ tát tu pháp môn bốn pháp nhiếp tức là bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự các vị bồ tát đều biết hành bốn pháp nhiếp này thì sẽ khiến cho chúng sinh thương tôi, kính tôi, tin tôi, sau đó mới nghe tôi khuyên dạy, chịu sự huân tập của tôi mà tín ngưỡng Phật Pháp. Lúc đó, tỷ lô giá na Phật dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp thọ đại chúng trong pháp hội này. Tại nơi mỗi vị Phật khi trồng căn lành, thì họ đều đã được khéo nhiếp thọ, dùng nhiều phương tiện giáo hóa thành thục, khiến cho họ an trụ nơi đạo nhất thiết trùng trí trồng vô lượng nhân lành, đắc được vô biên phước lớn, thầy đều đã nhập vào biển nguyện phương tiện. Tại chỗ, mỗi vị Phật khi chúng sinh trồng căn lành thì đều dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp thọ tất cả chúng sinh, dùng nhiều pháp phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều thành thục, an trụ và đạo nhất thiết trí, đắc được đạo nhất thiết trùng trí. Ở trên đã nói về các chúng trời, Chúng rồng chúng quỷ thần, tất cả đều ở trong vô lượng kiếp quá khứ, gần gũi Phật Tỷ Lô Giá Na, trồng đủ căn lành ở trong pháp hội, an trụ nơi đạo nhất thiết trí, chống tất cả nhân phật, kết tất cả quả Phật. Các vị đó trồng vô lượng căn lành, ở trong vô lượng kiếp đủ phước huệ, cho nên bây giờ đắc được vô lượng đại phước bóng đều vào biển nguyện phương tiện. Biển nguyện phương tiện là gì? Tức là tu đạo phải phát nguyện dùng pháp môn quyền xảo phương tiện để độ tất cả chúng sinh. Thứ nguyện này rộng lớn như biển cả. Tu đạo phải đủ ba điều kiện mới vào được biển nguyện phương tiện. Thứ nhất, phải có tâm tin, tin rằng mình tương lai có thể thành Phật. Thứ hai, phải có tâm nguyện, phát nguyện tương lai thành Phật rồi nhất định rộng độ chúng sinh. Thứ ba, phải có tâm hành, đã có tin và nguyện mà không công hành thực tiễn, không tinh tấn tu hành, thì chẳng có ích gì sự thực hành thảy đều hoàn toàn thanh tịnh đã khéo thoát khỏi thường thấy đức phật được rõ ràng dùng sức hiểu biết thủ thắng nhập vào biển lớn công đức của như lai lập được biển nguyện rồi còn phải thành thật tu hành tu các hạnh môn phải hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh đó là con đường thoát khỏi thoát khỏi cái gì thoát khỏi nhà lửa ba cõi nhà lửa ba cõi chẳng dễ gì ra khỏi ra khỏi được ba cõi đó gọi là khéo thoát khỏi các thánh chúng này đều thường thấy được phật vì các ngài đều đã ra khỏi được nhà lửa ba cõi phật là vô tại vô bất tại vô sở bất tại chẳng có nơi nào mà không có vậy tại sao có người thấy được phật có người chẳng thấy phật vì chỉ có người nào đầy đủ tâm thanh tịnh mới có thể thấy được phật người tâm không thanh tịnh thì chẳng thấy phật có người thấy phật nhưng không rõ ràng có người tuy nhiên thấy phật rõ ràng nhưng không thường thấy bây giờ các thánh chúng này không những luôn luôn thấy phật mà còn thấy rất rõ ràng cho nên nói là thấy phật rõ ràng các thánh chúng này dùng sức hiểu biết thủ thắng dùng đại trí huệ để minh bạch tất cả đã vào trong biển lớn công đức của Như Lai. Công đức này đồng với Phật, cho nên nói là vào trong biển lớn công đức của Như Lai. Được môn du hí thần thông giải thoát của các Đức Phật, vì nhập vào biển lớn công đức của Như Lai, cho nên đắc được môn giải thoát của các Đức Phật. Chứ cũng là đắc được chân tránh tự tại, chẳng có phiền não, đắc được thần thông du hí. Các chúng ở trên đều đã đạt được cảnh giới vô ngại này giải thoát là gì, tức là cởi mở sự trói buộc, sự thấy và nghĩ hai hoặc của ba cõi, thoát khỏi quả khổ ba cõi sinh già bệnh chết, chẳng còn phần đoạn sinh tử là giải thoát của a la hán, chẳng còn bính dịch sinh tử là giải thoát của bồ tát. du hí là gì, tức là do chân hiện vọng, do vọng hiện chân, chân vọng không hai, chân vọng vốn không, dùng pháp quyền xảo phương tiện để độ chúng sinh thoát khỏi tam giới. Thần thông là gì? Những vật hiện ra chợt lớn, chợt nhỏ, chợt có, chợt không, biến hóa khó dò. Người có những cảnh giới này có thể nói là đã chứng quả. Ở trên là nói về các pháp môn tu hành của Bồ Tát, chư thần thiên vương biển chúng tu hành thành tựu thì đã được giải thoát. Dưới đây là nói về sự chứng đắc môn giải thoát và bài kệ của các vị đó. Diệu diệm hải đại tự tại thiên vương được môn giải thoát, sức phương tiện, tịch tĩnh, khắp pháp giới, hư không giới. Ở trên đã giảng qua 10 vị đại tự tại thiên vương, có vị thiên vương tên là Diệu diệm hải. Vị này đã được môn giải thoát sức phương tiện tịch tĩnh pháp giới hư không giới. Pháp giới là gì? pháp giới không ra ngoài một tâm một tâm bao khắp pháp giới do đó nhất tâm bất ly thập pháp giới nghĩa là pháp giới chẳng ra ngoài một tâm niệm hư không giới là gì tức là tự tính con người cấu bẩn gì cũng chẳng có giống như hư không thành tịnh trong sáng tịch tĩnh là gì tức là định phương tiện là gì tức là động định động đều giải thoát Lúc này động không ngại tĩnh, tĩnh không ngại động, động tĩnh nhất như. Môn giải thoát là gì? Trước hết phải nói rõ, đừng nhận rằng có môn cửa. Môn này chỉ là ví dụ. Nếu có môn thì không thể giải thoát được, cho nên đừng chấp trước chữ nghĩa. Nếu ra vào chẳng có chữ ngại, thì đó là thật giải thoát. Nếu có môn, thì ở trong môn là giải thoát, ở ngoài môn thì chẳng phải giải thoát ở ngoài môn là giải thoát thì ở trong môn lại chẳng giải thoát như vậy vẫn chưa viên mãn nếu ở trong môn ngoài môn đều giải thoát thì còn cần môn này để làm gì cho nên nói môn này là vô hình là một ví dụ mà thôi nếu muốn chân tránh đắc được tự tại đắc được giải thoát thì phải thật đắc được từ trong tâm không cần tìm môn cửa trên sự giải thoát đây chỉ là môn trên văn tự chẳng phải môn thực tế, điểm này phải nhận thức rõ ràng. Nếu nhận định cần chấp trước đi tìm môn, vậy từ môn này đi vào lại đi ra từ môn nào? Cho nên trước hết phải hiểu ý nghĩa môn giải thoát mới hiểu được nghĩa chân thật. Tự tại danh xương quang thiên vương được môn giải thoát quán tất cả các pháp thầy đều tự tại. Vị thiên vương này tên là danh xương quang, vị này đắc được môn giải thoát quán sát khắp tất cả các pháp môn, bất cứ tầm pháp và sắp pháp gì, cho đến tất cả các pháp đều tự tại vô cùng. Thành tịnh công đức nhãn thiền vương, được môn giải thoát vô công dụng hạnh, biết tất cả các pháp, không sinh không diệt, không đến không đi. Vị thiên vương này tên là thanh tịnh công đức nhãn, quang minh thanh tịnh của vị này khắp cùng hư không pháp giới. Chỗ đắc của vị này là minh bạch tất cả các pháp vốn không sinh không diệt không đến không đi đó là công vô công dụng vô dụng không cần tạo tác càng không cần miễn cưỡng đó gọi là vô công dụng hạnh vì nó không sinh không diệt cho nên không đến không đi vì nó không đến không đi cho nên không sinh không diệt đó là môn giải thoát của vị này đắc được khả án lạc đại huệ thiên vương được môn giải thoát biển trí huệ hiện thấy tướng chân thật của tất cả các pháp vị thiên vương này tên là khả án lạc đại huệ chỗ đắc được của vị này là môn giải thoát trí huệ như biển cả hiện thấy tất cả tướng chân thật của các pháp hiện thấy tức là chỗ thấy hiện tại tướng chân thật tức là vô tướng vô tướng vô bất tướng Bất động quang tự tại thiên vương được môn giải thoát đại định phương tiện đem lại vô biên an lạc cho chúng sinh. Vị thiên vương này tên là Bất động quang tự tại, nhập vào trong định đại phương tiện, ban cho tất cả chúng sinh vô biên an lạc. Vô biên tức là chẳng có bờ mé, an lạc tức là chẳng có phiền não. Đó là môn giải thoát đại phương tiện định của vị này đắc được. Diệu trang Nghiêm Nhãn tự tại Thiên Vương được môn giải thoát diệt sự u si đen tối và sợ hãi, làm cho chúng sinh quán sát được pháp tịch tĩnh. Vị Thiên Vương này tên là Diệu trang Nghiêm Nhãn, vị này đắc được môn giải thoát, tiêu diệt tất cả mu si đen tối và sợ sệt, khiến cho chúng sinh quán sát được pháp tịch tĩnh. Thiện tư duy quang minh Thiên Vương được môn giải thoát, chẳng khởi tư duy nghiệp tất cả các cõi khéo nhập vào cảnh giới không bờ mé vị thiên vương này tên là thiện tư duy quang minh vị này đắc được môn giải thoát chẳng khởi nhân tư duy tạo nghiệp tứ chấp trước vào tam giới hai mươi lăm cõi khéo nhập vào cảnh giới chẳng có bờ mé khả ái lạc đại trí thiên vương được môn giải thoát bất động không chỗ nương đến khắp mười phương để thuyết pháp Vị thiên vương này tên là Khả Ái Lạc Đại Trí, vị này đã được môn giải thoát đến khắp mười phương thuyết pháp nhưng thần khắp mười phương mà không chỗ nương. Đó là không đến không đi mà bất động. Không chỗ nương tức là không nương tựa người, cũng không nương tựa pháp cho nên gọi là môn giải thoát không chỗ nương. Phổ âm trang nghiêm tràng thiên vương được môn giải thoát phổ hiện quang minh nhập vào cảnh giới tịch tĩnh của Phật vị thiên vương này tên là phổ âm trang nghiêm tràng vị này đắc được định và huệ của phật do đó mà đắc được cảnh giới phổ hiện quang minh tể tĩnh vị này dùng trí huệ âm để trang nghiêm tràng báo đó là môn giải thoát của vị này đắc được danh sừng quang thiện tinh tấn thiên vương được môn giải thoát ngộ được cảnh giới rộng lớn vô biên làm sở duyên vị thiên vương này tên là danh sừng quang thiện tinh tấn vị này được môn giải thoát, ngộ được cảnh giới rộng lớn vô biên. Dùng cảnh giới này làm nhân duyên sở tu để nghiên cứu, quan sát. Bây giờ, diệu diệm hải thiên vương, nương thần lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng trời tự tại mà nói ra bài kệ. Sau khi vị tự tại thiên vương thứ 10 nói ra một giải thoát đã chứng được, thì vị diệu diệm hải thiên vương, nương thần thông oai lực của chư Phật, quán sát khắp tất cả chúng trời đại tự tại mà nói bài kệ này thuật lại cảnh giới đã chứng được vị này dùng kệ để khen ngợi công đức của phật kệ có bốn tên gọi một a à nậu tốt thị bà kệ này bất cứ là trưởng hàng hoặc là kệ ngắn phàm là đủ ba hai chữ tức là tám chữ thành một câu bốn câu thành kệ thì thành một bài kệ hai già đà dịch là phúng tục là ca sướng hoặc là cô tụng cô khởi hoặc là trực tụng trực tiếp thuyết pháp kệ dưới đây là già đà tụng trực tiếp tán thán công đức của phật ba kỳ dạ tức là ưng tụng là tụng lại những gì chính đáng quan trọng để biểu thị diễn đạt đại ý của kinh văn tức cũng là trùng tụng bốn ốt đà nam dịch là tập thí tụng tức là dùng rất ít chữ mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa cũng là thi ca. Tại sao trong kinh điển dùng nhiều cại tụng? Vì có tám ý nghĩa. Một, dùng chữ ít mà nhiếp nhiều nghĩa. Hai, khen ngợi các đức Phật biểu thị sự tôn kính. Ba, vì chúng sinh độn căn mà nói lại khiến cho họ thấu hiểu. Bốn, vì người sau này nói lại một lần. Năm, tùy tiện lạc thuyết tùy ý của mình mà hoan hỉ để nói. Sáu, vì dễ nhớ dễ thọ trì. Bởi Vì tăng cường sức nhớ, nói lại đại ý trường hàng. 8. Ở trong trường hàng không nói, dùng kệ tụng để nói. Kệ dịch là tụng, tụng là tán dương công đức của người, ca tụng công đức. Trong nhà Phật, từ cú ca sướng gọi là kệ, từ cú của một số văn nhân ca sướng gọi là thơ. Kệ ở Ấn Độ là 32 chữ, kệ ở Trung Quốc hoặc là 16 chữ hai chữ, hai mươi bốn chữ, hai mươi tám chữ, vân vân. vị diệu diệm hải thiên vương này nương thần lực của các đức phật quán sát hết thầy thiên chúng trời tự tại mà nói kệ tụng tán thán công đức của phật. tại sao phải nói nương oai thần lực của phật mà không nói là sức lực của mình? Vì tôn trọng người chủ thuyết pháp, biểu thị không có tâm cống cao ngã mạn, tất cả Bồ Tát và tất cả Thánh chúng chẳng có tâm cống cao. Cống cao tức là kiêu ngạo, khinh khi người chẳng xem ai ra gì, cũng chẳng có tâm ngã mạn. Ngã mạn tức là tự đại, cho rằng việc gì cũng đều giỏi hơn người. Các ngài cho rằng sự thành tựu thần thông biến hóa diệu dụng của mình đều là nhờ mười phương chư Phật gia vị là nhà phật pháp mà hiểu được đạo lý này mà đi tu hành những gì thành tựu đều là nhà oan lực của phật nếu như chẳng phải nhờ oan lực của phật thì vốn không thể tu hành càng không thể có thần thông diệu dụng bây giờ đã có tất cả thần thông rồi đó đều là do phật pháp sinh ra này mâm trưởng thành ở trong phật pháp và còn thành tựu ở trong phật pháp cho nên nói nương oan lực của phật chẳng phải chỉ nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca, Lô Giá Na Phật hoặc Tỳ Lô Giá Na Phật, mà là nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật tận cùng hư không khắp pháp giới, mà nói kệ tụng này. Thân Phật khắp cùng các đại hội, đầy khắp pháp giới không cùng tận, tịch tĩnh không tánh không thể lấy, vì cứu thế gian mà xuất hiện. Thân Phật khắp cùng các đại hội, thân Phật này là nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khắp cùng tức là vô tại vô bất tại chỗ nào cũng có thân Phật chẳng có trong một hạt bụi nào mà chẳng phải là chỗ sở tại của thân Phật các đại hội tức là đại pháp hội trừ Phật thuyết pháp Phật Phật đạo đồng Đức Phật kia thuyết pháp Đức Phật này ủng hộ pháp hội Đức Phật này thuyết pháp Đức Phật kia ủng hộ pháp hội cho nên nói thân Phật khắp cùng các đại hội. Đầy khắp Pháp giới không cùng tận, thân Phật không những biến hóa khắp các đại hội, mà còn đầy khắp tận cùng hư không biến Pháp giới. Tất cả thế giới vô cùng tận, tóm lại thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, cõi nước này, cõi nước kia, vô lượng các cõi nước, đều đầy khắp thân Phật, cho nên nói đầy khắp Pháp giới không cùng tận tịch tĩnh không tánh không thể lấy thân phật tuy nhiên khắp cùng các đại hội đầy khắp pháp giới nhưng ngài là vắng lặng vô tướng lấy mà không thể được xả bỏ cũng không thể được nói cho dễ hiểu là lấy cũng chẳng có mà xả bỏ cũng chẳng có vì bổn lai chẳng có cho nên chẳng có gì có thể giữ càng chẳng có gì có thể bỏ vậy rõ là các pháp vốn thường vắng lặng Phật lại cần gì xuất hiện ra đời? Trong kinh Pháp Hòa có nói, Phật vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời. Đại sự gì? Tức là vấn đề sinh tử. Phật muốn nói với chúng sinh rằng sinh từ đâu đến và chết sẽ đi về đâu, khiến cho chúng sinh chấm dứt thoát tử, đạt đến niết bàn bờ bên kia. Vì cứu thế gian mà xuất hiện, Phật thấy chúng sinh trầm luân trong biển ái, không cách chi ra khỏi được mới phát tâm đại từ bi đến thế giới ta bà kiếm tất cả chúng sinh thế gian khiến cho lìa khổ được vui nhưng chúng sinh không nghe sự giáo hóa của phật còn hồ đồ mê muội thăm biến sự khổ não của thế gian này